Rất nhiều người sẽ thắc mắc rằng vậy thì trong thời đại 4.0 khi mọi thông tin đều có trên internet rồi thì đọc sách có còn quan trọng như trước đây không? Để trả lời câu hỏi này thì trước hết chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái đặc điểm cơ bản của cách mạng 4.0 và cách mạng 4.0 đã tạo ra những đứa trẻ kỹ thuật số như thế nào. Trong lịch sử cho tới nay, loài người đã trải qua bốn cuộc cách mạng và mỗi một cuộc cách mạng là một bước tiến lớn đưa nền sản xuất vật chất của con người bước sang một cái bước ngoặt mới, một nền văn minh mới. Thì cuộc cách mạng thứ nhất diễn ra khoảng cuối thế kỷ 18, cuộc cách mạng thứ hai diễn ra từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, cuộc cách mạng thứ ba đó là bắt đầu từ khoảng những năm 1969. Và cuộc cách mạng thứ tư đó là diễn ra từ bắt đầu từ những năm 2000 hay còn gọi là cuộc cách mạng 4.0 với những cái đặc điểm cơ bản đó là điện toán đám mây, các hệ thống liên kết thế giới thực và ảo, trí tuệ nhân tạo như là người máy, robot và internet kết nối vạn vật. Tóm lại trong cái cuộc cách mạng 4.0 này thì cái gì không kết nối internet thì cái đó lạc hậu, bị đào thải. Và internet đã trở thành môi trường sống không thể thiếu của con người. Vậy thì chúng ta ai cũng nhận ra bởi cuộc cách mạng này nó đang diễn ra trong cái cuộc sống của chúng ta, thì cách mạng 4.0 đã làm thay đổi cuộc sống của con người. Nhiều của cải được tạo ra nhanh chóng với số lượng lớn, những cái thiết bị hiện đại, cuộc sống thì tiện nghi hơn, việc học hỏi của con người cũng thuận lợi hơn khi mà mọi thông tin đều có sẵn trên internet. Chúng ta có thể học bất cứ điều gì ở bất cứ đâu chỉ bằng một chiếc điện thoại. Bên cạnh đó thì sự phát triển mạnh mẽ của internet đã tạo ra rất là nhiều vấn đề. Đặc biệt là liên quan tới con người thì các nhà nghiên cứu gọi những cái người mà sinh ra trong từ đầu những năm 1990 đến đầu những năm 2000 là họ xếp các nhà khoa học gọi những người sinh ra trong giai đoạn này là thế hệ Gen Z. Đây là thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ internet, là thế hệ đầu tiên tiếp xúc và sử dụng công nghệ. Thế hệ Gen Z thì có tỷ lệ phần trăm rất lớn những người quá đam mê công nghệ và internet đến nỗi rơi vào tình trạng nghiện internet, nghiện mạng xã hội, xa rời thực tế, sống ảo và để lại rất nhiều hệ lụy về sức khỏe cũng như là tâm sinh lý xã hội. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy bức tranh của chúng ta trên màn hình là một bức tranh nó phản ánh những cái tác động tích cực và tiêu cực của cách mạng 4.0. Đó là internet cũng như là các thiết bị số như là điện thoại, các loại máy tính này, tivi rồi iPad vân vân, thì chúng ta gọi chung là các thiết bị số, nó đã trở thành công cụ, nó là trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của con người. Tuy nhiên, những công cụ này lại có một cái điểm tiêu cực, đó là nó có sức mạnh lớn thu hút con người. Nó làm cho con người nếu không thực sự nhận biết thì sẽ chìm đắm trong cái thế giới ảo. Họ bay bổng trên mây chứ họ không có tiếp đất. Nó là một trong những cái biểu hiện của cái thế hệ Gen Z mà chúng ta vừa trình bày. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2018 đã công bố một nghiên cứu về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ châu Á. Và họ đã khảo sát 6.000 thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12 đến 22 tại ba nước châu Á điển hình là Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc. Và kết quả thì cho thấy đã xuất hiện cái hội chứng nghiện mạng xã hội. Nhiều người trong số này bị rơi vào trạng thái lệ thuộc thế giới ảo, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, học tập, sinh hoạt và sức khỏe. Nghiện Facebook trong cái thời gian dài thì sẽ gây ra hệ lụy. Khi mà họ đắm chìm trong Facebook thì họ sẽ quên đi các mối quan hệ giao tiếp xã hội, mất ăn, mất ngủ nên cơ thể bị ốm yếu và hệ miễn dịch thì không được tốt. Như chúng ta thấy đây là những cái hình ảnh rất là quen thuộc, đúng không ạ?
Cuộc sống khi mà cuộc sống ngày càng tiện nghi thì các thiết bị số sẽ càng phát triển, thì con số về bệnh tự kỷ đang tăng nhanh và báo động. Đây là những con số báo động về chứng tự kỷ ở trẻ em. Thì những cái số liệu đã cho thấy, chúng ta thấy rằng ở Việt Nam 30% số trẻ mắc chứng khuyết tật học đường bị tự kỷ, và mỗi năm thì tỷ lệ trẻ tự kỷ tại Việt Nam sẽ tăng lên từ 10 đến 20% mỗi năm. Việt Nam đứng thứ 22 toàn cầu về số lượng người sử dụng mạng xã hội và là một trong 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook, YouTube cao nhất thế giới, trong đó thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ lớn. Và con số này nó cũng tỷ lệ thuận với cái những số liệu của Cục Điều tra An ninh, đó là cái tỷ ở Việt Nam thì tỷ lệ những người mà gây ra những cái vụ án hình sự thì đang ngày càng trẻ hóa. Và nghiện internet thì không có thời gian giao tiếp với người thân, thậm chí là những người thân đang sống bên cạnh mình, không có cả thời gian làm việc và không có thời gian quan tâm chăm sóc bản thân. Ví dụ như là ăn ngủ đúng giờ, tập thể dục, đi chơi, thì cái này thì chúng ta có thể quan sát và nhận biết được trong cái cuộc sống hàng ngày rồi, đúng không ạ? Cách mạng 4.0 còn đặt ra rất nhiều thách thức đối với giáo dục, đặc biệt là đối với cha mẹ. Bởi vì cha mẹ là những người thầy cô giáo đầu tiên của con, những người chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành của con cái. Vậy thì thách thức đối với cha mẹ thời đại 4.0 là gì? Thì theo tôi, thứ nhất đó là làm sao để nuôi dạy những đứa trẻ thế hệ mới, đó là thế hệ điều khiển trí tuệ nhân tạo, thế hệ sẽ làm chủ tri thức trong một thế giới lẫn lộn giữa thực và ảo. Làm sao để các con có thể tìm ra, nhận biết được thông tin đúng khi xung quanh tràn ngập các luồng thông tin khác nhau? Làm sao để con có thể sử dụng internet và các phương tiện kỹ thuật số như là một công cụ mà không bị nhấn chìm, không bị ngụp lặn trong thế giới ảo, không bị nghiện ngập công nghệ? Và một trong những cái thách thức lớn nhất của cha mẹ trong thời đại 4.0 đó là làm sao để con không trở thành những đứa trẻ kỹ thuật số. Vậy thì thế nào là những đứa trẻ kỹ thuật số? Thì cụm từ những đứa trẻ kỹ thuật số còn gọi là digital kids được giới nghiên cứu gọi những đứa trẻ mà có những cái đặc điểm như sau. Đây là một số đặc điểm chính của những đứa trẻ kỹ thuật số. Thứ nhất đó là khó tập trung. Thứ hai, không điều tiết được cảm xúc. Thứ ba, không kiểm soát được hành động. Và thứ tư đó là xuất hiện cái hiện tượng trưởng thành giả, hay chúng ta hiểu nôm na đó là thông minh sáo rỗng. Thì những cái biểu hiện trên như là khó tập trung, không điều tiết được cảm xúc, không kiểm soát được hành động thì các anh chị có thể hiểu được. Và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái đặc điểm khó nhận ra nhất, đó là hiện tượng trưởng thành giả. Và đây cũng là hiện tượng mà nó đang rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Vì vậy thì trưởng thành giả là gì? Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái gọi là vòng tròn sức khỏe toàn diện. Sức khỏe toàn diện của một con người thì sẽ bao gồm ba loại sức khỏe quan trọng nhất. Đó là sức khỏe về thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe về trí tuệ. Sức khỏe về thể chất thì chúng ta thấy đó là có một cơ thể khỏe mạnh và không bệnh tật. Đó. Còn sức khỏe về cảm xúc thì nó được biểu hiện ví dụ như là ý thức được suy nghĩ, cảm giác, cảm nhận và cảm nhận được những cái hành vi của mình, biết bộc lộ cảm xúc một cách đúng đắn, có khả năng vượt qua được những cái cảm xúc tiêu cực, vân vân. Và nếu mà có sức khỏe thể chất tốt, cũng như là có sức khỏe cảm xúc tốt, thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ có một cái sức khỏe về trí tuệ, đó là có một trí tuệ minh mẫn, sáng suốt. Và trong ba cái loại sức khỏe chính này thì cái sức khỏe về trí tuệ cảm xúc và trí tuệ rất là quan trọng anh chị. Tôi có thể lấy một ví dụ như sau.
Đó là ví dụ ngày hôm nay các anh chị thức dậy và chúng ta gặp nghe hoặc gặp một cái chuyện gì đó làm chúng ta buồn phiền, chán nản, thất vọng, tiêu cực, thì chắc chắn rồi cả ngày hôm đó cơ thể của chúng ta sẽ, dù là không bị bệnh, cơ thể của chúng ta mặc dù còn khỏe mạnh không bị bệnh, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn làm gì, thậm chí là có người còn không ăn, không ngủ được. Và chắc chắn rồi trong cái tình trạng đó thì chúng ta không thể nào suy nghĩ sáng suốt được. Và ngoài ra thì hiện nay thì các nhà khoa học, các bác sĩ đã cho rằng nguyên nhân chủ yếu gây bệnh trên cơ thể, nhất là những cái bệnh về nan y, ví dụ như là bệnh ung thư, thì là do con người tích lũy quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài, gây nên những cái tắc nghẽn về năng lượng và sinh ra bệnh tật trên cơ thể. Vậy thì qua hai cái ví dụ đó thì chúng ta thấy rằng là sức khỏe cảm xúc và sức khỏe trí tuệ rất là quan trọng phải không ạ? Và thậm chí nó còn quyết định và ảnh hưởng tới cả sức khỏe về thể chất. Và chúng ta sẽ gọi chung cái sức khỏe về cảm xúc và trí tuệ là sức khỏe về tinh thần. Và nhắc lại, đó đây là một cái loại sức khỏe về tinh thần là vô cùng quan trọng và nó quyết định sự trưởng thành của con người. Vậy thì trưởng thành là gì và có khác gì so với tăng trưởng? Thì sự phát triển về thể chất, ví dụ tăng lên về chiều cao, cân nặng thì là gọi là sự tăng trưởng. Còn sự phát triển về tâm hồn sẽ là sự trưởng thành. Tuy nhiên hiện nay rất là nhiều bố mẹ nhầm lẫn giữa tăng trưởng và trưởng thành. Vì họ nghĩ rằng, đa phần bố mẹ nghĩ rằng con mình lớn rồi nó sẽ tự khôn, tự biết đúng không ạ? Và vì vậy họ chỉ chú trọng vào tìm những cái thức ăn cho con, làm sao để cho con ăn ngon này, béo khỏe này, chóng lớn, tăng chiều cao, tăng cân này. Nhưng mà họ quên đi thức ăn cho tâm hồn, thức ăn cho cảm xúc, cho trí tuệ. Chúng ta vừa nói đó là sức khỏe về về tâm hồn đấy, về tinh thần. Và thực tế thì hiện nay thì có rất nhiều đứa trẻ có lớn nhưng mà không có khôn. Vậy thì hiện tượng trưởng thành giả là để nói về những đứa trẻ mà những cái trẻ em phát triển về thể chất nhưng lại thiếu trưởng thành trong suy nghĩ. Ví dụ như dễ bị kích động, thiếu lễ độ, thiếu nhận thức xã hội. Tức là cơ thể và tâm hồn không phát triển đồng bộ, hay còn gọi là có lớn mà không có khôn. Thì tôi có nhớ rằng cách đây một vài năm tôi có đọc một cái bài báo mà để lại cho tôi rất là nhiều ấn tượng. Đó là người ta đã bắt đầu nhắc đến một cái cụm từ để miêu tả về những cái người lớn nhưng mà tâm hồn rất là như một đứa trẻ. Đó. Người thì lớn nhưng tâm hồn như một đứa trẻ, thì họ đã sử dụng trong cái bài báo đó, thì họ sử dụng cái cụm từ đó là những người mẫu giáo sumo. Vậy thì tức những người mẫu giáo sumo nghĩa là gì? Tức là cơ thể thì to lớn như một người trưởng thành, đúng không ạ? Nhưng mà những cái suy nghĩ, những cái tính cách, những cái hành động của họ thì nó cũng tương đương như một đứa trẻ mẫu giáo mà thôi. Cho nên là họ mới gọi là những người mẫu giáo sumo. Đó, rất là thú vị phải không ạ? Và sự trưởng thành giả của trẻ thì có nguồn gốc từ bé. Theo các nhà nghiên cứu thì là họ cho rằng là sự cái khoảng từ khi 4 tuổi trở đi thì trẻ bắt đầu có dấu hiệu của trưởng thành giả. Nhưng cái hiện tượng này nó chỉ bắt đầu bộc lộ khi mà trẻ bước vào những năm đầu của cấp 2, tức là trung học cơ sở trở đi, và thậm chí là đến khi trưởng thành thì nó mới bộc lộ. Đó. Thì bố mẹ sẽ ngỡ ngàng và rất khó chấp nhận điều này, vì từ bé trẻ vẫn tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, hoạt bát, hiểu biết rộng, đạt được nhiều thành tích trong học tập, đặc biệt là ở tiểu học. Nhưng mà càng lớn, nhất là từ tuổi dậy thì trở đi, thì những đứa trẻ này bắt đầu bộc lộ những biểu hiện về cảm xúc một cách khó hiểu, như là nhạy cảm, ương bướng, khó bảo, hành động tùy tiện, thiếu lễ độ, ngang ngạnh, thành tích học tập bắt đầu giảm sút. Những đứa trẻ này thì luôn lấy mình là trung tâm,
Tức là cái gì mà khác suy nghĩ của mình thì là sai, và chúng thường phản ứng rất mạnh mẽ, thậm chí là cực đoan, ví dụ như là các hiện tượng bạo lực học đường này, trốn học này, bỏ nhà ra đi, thậm chí còn gây án mạng rồi là tự tử vân vân. Mà những đứa trẻ trưởng thành giả thì rất là khó vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, dễ bị môi trường xấu cám dỗ, dễ sa đà vào tệ nạn. Nếu mà phân tích nhiều hơn về hiện tượng trưởng thành giả thì nó rất là tinh vi các anh chị ạ. Bởi vì có rất nhiều bố mẹ nghĩ rằng khi mà chứng kiến cái bạn bè cùng lớp chứng kiến những cái hiện tượng mà trẻ em gây ra trên mạng xã hội, trên tivi, báo đài, thì nhiều bố mẹ cho rằng à, con mình chắc là con mình nó không như thế đâu, con mình nó đâu có gây ra những cái hành vi như thế này, vân vân. Nhưng mà cái hiện tượng trưởng thành giả này nó rất là khó phát hiện. Tôi lấy ví dụ trong những cái vụ việc mà trẻ em gây ra bạo lực học đường ấy, nó rất là đáng báo động, thậm chí là có những cái vụ việc mà gây chấn động dư luận. Và họ sẽ không ngờ tại sao lứa tuổi học sinh mà lại có thể là dã man tàn bạo, đánh đập bạn bè như vậy. Nhưng mà chúng ta không có để ý rằng là những cái đứa trẻ xung quanh trong lớp học đó là những có rất nhiều đứa trẻ đã chứng kiến cái bạo lực học đường, thậm chí chứng kiến những cái điều sai trái khác, nhưng mà chúng lại thờ ơ, lại vô cảm. Thì những cái đứa trẻ mà không gây ra trực tiếp, không trực tiếp gây ra những cái hiện tượng này, nhưng mà chúng cũng đã mang trong mình những cái biểu hiện của cái hiện tượng trưởng thành giả. Và vấn đề nguy hiểm hơn ở chỗ các em không bao giờ bộc lộ cảm xúc thực sự của mình. Và khi mà không bộc lộ cảm xúc của mình không, thì các em sẽ không hiểu bản thân, luôn cảm thấy mình cô đơn lạc lõng. Thậm chí khi mà đã gây ra những cái hành động hết sức nghiêm trọng thì bản thân các em cũng không nhận ra được, không biết điều đó là sai, vẫn bảo vệ suy nghĩ hành động của bản thân và luôn có cái thái độ đó là oán trách bố mẹ và những người xung quanh anh chị đó, vân vân rất nhiều. Và tôi thường nghe rất là nhiều những cái thế hệ từ 8X trở về trước ấy, thì từ thế hệ 8X trở về trước, mọi người hay nói, hay có cái bình luận rằng nó tại không hiểu tại sao giới trẻ ngày nay là nó nghĩ như thế nào. Bởi vì là trong cái cuộc sống, thậm chí là trong công việc, thì giới trẻ ngày nay nó đang biểu hiện, có những biểu hiện rất là khó hiểu và nó không giống với thế hệ trước đây, thì mọi người hay nhận xét như vậy. Thế thì chúng ta thấy hiện nay có rất nhiều bạn trẻ thông minh, học giỏi, tốt nghiệp từ những cái trường đại học với số điểm rất là cao, với tấm bằng rất là đẹp, thậm chí là đi du học về, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên cách ứng xử với người khác có rất là nhiều khi còn thiếu lễ độ, không quan tâm tới mọi người xung quanh, luôn lấy mình làm trung tâm, không có trách nhiệm trong công việc, rồi thích làm nhàn, lương cao, thích hưởng thụ cuộc sống, rồi vô tâm, rồi thiếu sự thông cảm, vân vân. Thì tất cả những cái biểu hiện đó nó cũng nằm trong cái sự trưởng thành giả. Vậy thì nguyên nhân gốc rễ của trưởng thành giả bắt nguồn từ đâu? Thì có rất là nhiều nguyên nhân để đóng góp vào cái sự trưởng thành của một con người. Thì trong đó chúng ta phải kể đến, chúng ta sẽ quan tâm tới hai cái nguyên nhân cơ bản. Thứ nguyên nhân thứ nhất đó là hệ quả của phong trào giáo dục sớm. Đó là từ khi mà còn nhỏ, từ không, nhất là giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Đây là giai đoạn giúp trẻ hình thành phát triển các giác quan, học cách biểu hiện cảm xúc và giao tiếp với môi trường. Nhưng mà khi mà phong trào giáo dục sớm phát triển thì phần lớn trong cái giai đoạn này trẻ sẽ bị nhồi nhét kiến thức. Ví dụ như là học chữ sớm này, học tiếng Anh, học toán thông minh, vân vân. Thì hệ quả là những đứa trẻ này ban đầu thì có vẻ rất là thông minh, hiểu biết, mà chúng ta gọi là trên thì thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết đọc, biết viết trước khi đi học, và chưa vào lớp 1 thì đã làm toán mấy con số, rồi nói tiếng Anh thì như gió, đúng không ạ? Vân vân. Và những đứa trẻ này thì khiến cho ông bà bố mẹ rất là tự hào, luôn khen ngợi tán dương chúng. Và ngày nay thì chúng ta cũng thấy thực sự thì con trẻ thông minh hơn thế hệ, tức là hiểu biết hơn thế hệ trước rất là nhiều. Nhưng mà thực sự thì nó có phải là
trí thông minh thực sự hay không? Thì chúng ta thấy rằng là sự thật, những cái kiến thức đó chỉ là bị nhồi nhét, chứ trẻ chưa có thời gian để hiểu, để trải nghiệm và áp dụng trong cuộc sống. Trẻ trở thành thông minh sáo rỗng. Đó. Thì cái này các anh chị cũng có thể quan sát trong cái cuộc sống xung quanh mình. Thì chúng ta sẽ đi tiếp sang cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân quan trọng thứ hai nữa, đó là do trẻ đã tiếp cận và sử dụng các thiết bị công nghệ kỹ thuật số từ quá sớm. Và các thiết bị công nghệ kỹ thuật số, chúng ta nhắc lại, đó là như là TV này, điện thoại thông minh này, điện thoại thông minh kết nối internet này, các loại máy tính này, các đĩa băng hình, đĩa DVD vân vân. Đó. Thì gọi chung đều là các cái thiết bị kỹ thuật số. Thì các thiết bị kỹ thuật số đã lấy đi thời gian vui chơi vận động của trẻ và tác động mạnh mẽ tới não bộ, đặc biệt là thùy trán. Thùy trán tức là trung tâm khu vực trán của trẻ, là cái nơi mà tiếp nhận và phản hồi các tác động từ bên ngoài. Và các anh chị có để ý rằng là các con thì rất là nhớ, rất nhanh thuộc và bắt chước rất giỏi theo những cái nội dung, những cái bài hát, những cái hành động trên các cái video mà các con xem trên TV, điện thoại, đúng không ạ? Nhưng mà lại rất chậm với những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Và có rất nhiều những đứa trẻ tự kỷ, thì thậm chí là không có khả năng học tập nhưng lại thuộc rất là nhiều những cái đoạn quảng cáo trên TV. Xem TV, điện thoại thì rất là vui, rất là chăm chú, nhưng mà ra ngoài cuộc sống thì bị đơ, không có khả năng giao tiếp. Mình nói một cái ngôn ngữ nôm na, đó là bị đơ. Bởi vì sao lại như vậy? Thì chúng ta thấy rằng sức hút của các thiết bị số là quá lớn. Vì vậy nó có khả năng gây nghiện mạnh mẽ, đáng sợ, khiến cho người lớn còn không ngừng chặn tay dán mắt vào chúng. Mặc dù họ biết rõ, kể cả người lớn cũng không ngừng dán mắt vào chúng, mặc dù là họ biết rõ những cái phản tác dụng của những cái thiết bị này. Vậy thì đối với trẻ em, một cái lứa tuổi tò mò, hiếu kỳ, dễ bị kích thích, không có khả năng kiểm soát, điều chỉnh hành động, thì các thiết bị này sẽ lại càng có tác động mạnh mẽ, gây nghiện và có sức công phá lớn hơn người lớn rất nhiều. Đó. Đây chúng ta thấy một số cái hình ảnh cho thấy rằng người lớn còn bị không thể rời xa không được điện thoại. Thậm chí khi họ bày tỏ tình yêu thì họ cũng cần phải có điện thoại ở bên cạnh, đúng không ạ? Và có những người thì đi ra ngoài thì quên nhiều thứ lắm, nhưng mà chỉ có một thứ mà họ không có quên bao giờ quên, đó là điện thoại. Và điện thoại gắn liền với chúng ta gần như là 24/24. Và thậm chí có người ăn ngủ với điện thoại, phải không anh chị? Đi vệ sinh cũng phải dùng điện thoại. Đó. Vâng, vậy thì trẻ em thì sao ạ? Thì tôi có một cái hình ảnh các thấy anh chị thấy, đó là một cái bài viết ở trên family.vn. Thì theo cái chuyên gia ở Anh, thì cái chuyên gia này khẳng định rằng là tuyên bố rằng là nghiện điện thoại ở trẻ chẳng khác gì nghiện ma túy. Và đây cũng chính là một trong những cái lý do mà những người đứng đầu ngành công nghệ ở thung lũng Silicon của Mỹ, là nơi tập trung những cái người, những ông chủ đứng đầu những cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, thì họ gửi con mình vào những cái môi trường không có máy vi tính. Ở Pháp, cấm sử dụng điện thoại trong trường học. Ở Đức, Phần Lan là hai cái nền giáo dục phát triển rất là phát triển ở châu Âu, thì cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ về việc hạn chế sử dụng điện thoại di động ở trẻ em. Bởi vì thực sự là điện thoại và các thiết bị số nói chung thì có một sức hút quá lớn. Nhưng mà các anh chị thân mến, chúng ta cần phải nhận thức được rằng đó là bản thân Internet và các thiết bị số không phải là nguyên nhân gây ra những vấn đề ở trẻ, mà là cách người lớn, cách chúng ta nuôi dạy giáo dục con cái, đúng không ạ? Cách chúng ta nhận biết về những cái tác
những cái lợi ích cũng như là mặt trái của các thiết bị này. Tóm lại là nguyên nhân sẽ nằm ở phần nhận thức của người lớn, đặc biệt là ông bà cha mẹ. Đó, chúng ta phải khẳng định với nhau điều đó. Thì để có thêm những cái hiểu biết sâu sắc hơn nữa về tác động của các thiết bị số tới sự phát triển của trẻ em, thì anh chị có thể tìm đọc thêm một cuốn sách rất nổi tiếng ở Hàn Quốc và đã được dịch ra tiếng Việt, đó là Cha mẹ thời đại kỹ thuật số. Và tác giả của cuốn sách này thì bà vừa là giáo sư của một trường đại học rất là lớn, vừa là bác sĩ chuyên khoa nghiên cứu về tâm thần, chuyên gia chữa trị tâm lý của trẻ em ở Hàn Quốc. Và trong cuốn sách này chúng ta cũng sẽ được nắm rõ hơn về cái sự tác động của các thiết bị kỹ thuật số đối với não bộ của trẻ và sự phát triển cũng như khả năng học tập của trẻ. Và tôi cho rằng đây là cuốn sách nên có ở mọi gia đình. Vậy thì chắc chắn chúng ta không thể tách rời con trẻ với thế giới Internet và công nghệ được. Chúng ta không thể tách rời. Chỉ có trừ khi là đưa con lên núi lên rừng thôi, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành thực sự trong thời đại 4.0? Trưởng thành thực sự ở đây chúng ta cần phải hiểu đó là con có thể phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Một đứa trẻ khôn lớn thực sự tức là đứa trẻ có những cái phẩm chất tốt, có khả năng vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, biết sống hài hòa với mọi người, biết làm chủ bản thân, vân vân. Đó. Vậy thì làm sao để chúng ta giúp các con trưởng thành thực sự đây? Thì một trong những cái giải pháp mà có lẽ đó là cái lựa chọn duy nhất của các bố mẹ, đó là chúng ta cần phải lựa chọn, cần phải cung cấp những cái thức ăn lành mạnh cả về thể chất và tinh thần cho con của mình. Và tôi nhấn mạnh là thức ăn lành mạnh, thức ăn nuôi dưỡng. Tức là gì? Thì thức ăn nuôi cơ thể thì nó bao gồm cả những cái thức ăn tốt và những cả thức ăn không tốt, đúng không ạ? Những thức ăn tốt ví dụ như là thức ăn tự nhiên này, những cái thức ăn mà nó an toàn do mình tự chế biến. Những thức ăn không tốt ví dụ như là đồ ăn công nghiệp này, đồ ăn nhanh này, thức ăn chứa nhiều hóa chất. Thì thức ăn về tâm hồn thì cũng vậy, nó cũng có những loại thức ăn giúp nuôi dưỡng tâm hồn và cũng có những cái loại thức ăn không tốt cho cái tâm hồn. Thì thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn thì ví dụ như là những cuốn sách hay, những cái khoảng thời gian mà con trẻ được vui vẻ bên gia đình, những cái chuyến đi khám phá thiên nhiên vân vân thì đều có thể là những thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn. Và thậm chí cả những cái chương trình bổ ích mang tính giáo dục ở trên truyền hình, trên tivi thì cũng là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn ạ. Bởi vì chúng ta vừa khẳng định rằng bản thân các thiết bị số nó không phải là nguyên nhân, và khi chúng ta sử dụng nó đúng mức và sử dụng có một cách nhận biết thì nó cũng sẽ phát huy được tác dụng. Còn những cái thức ăn không tốt cho tâm hồn thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, khi mà để cho con sử dụng điện thoại thông minh hay là xem tivi với một cái thời lượng gọi là vô lượng, đúng không ạ? Thì khiến cho trẻ trở nên nghiện ngập, để cho trẻ xem những cái chương trình, những cái video, những cái clip mà nó không mang tính giáo dục, thậm chí là nó phản tác dụng. Thì bây giờ cái hiện tượng này nó rất là nhiều, và gần đây chúng ta thấy là dư luận nói về cái vấn đề này rất là bức xúc, đúng không ạ? Có những cái kênh YouTube thậm chí là hàng 10 triệu lượt xem nhưng mà lại rất là phản giáo dục. Và cái này thì chắc chắn là các anh chị cũng biết rất là nhiều rồi. Và trong số những cái thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn thì chúng ta thấy, chúng ta có thể nói rằng thì sách là một cái loại thức ăn nuôi dưỡng, và không chỉ vậy, sách còn là phương thuốc chữa trị tâm hồn. Thì các anh chị ở đây ai mà thích đọc sách thì chúng ta sẽ trải nghiệm được cái điều này. Thì khi mà chúng ta đọc một cuốn sách, chúng ta muốn tìm đến một nơi yên lặng, một cái không gian tĩnh lặng, tránh xa những cái ồn ào của cuộc sống,
để được đắm, để tâm hồn mình, để trí tuệ của mình được đắm chìm vào những trang sách mà quên đi những cái gì đang diễn ra xung quanh. Thì ở Ai Cập cổ đại thì có một cái thư viện cổ ở cái thành cổ Thebes, trên thư viện có khắc một cái dòng chữ đó là phương thuốc chữa trị tâm hồn. Đó. Thì ngay từ thời cổ đại họ đã phát hiện ra cái giá trị của sách rồi. Thì thực sự cho tới ngày nay, đặc biệt trong kỷ nguyên của cách mạng 4.0, kỷ nguyên của Internet và công nghệ, thì sách vẫn là nơi kết nối tâm hồn. Đọc sách giúp chúng ta kết nối với thế giới thực tại. Những tâm tư tình cảm của con người khiến nội tâm chúng ta từ sa mạc hoang sơ trở thành ốc đảo. Trở thành một ốc đảo tươi mát, có thể khiến tâm hồn cô đơn trống trải cảm nhận được tình yêu. Có thể sách có thể khiến cho tâm trạng buồn bực trở về sự yên tĩnh thoải mái. Và các anh chị cũng biết rằng là rất nhiều những cái nhà tù ở trên thế giới, và trong đó có cả Việt Nam của chúng ta nữa, chúng ta thấy là nói trên thời sự rồi, thì để cải tạo những cái phạm nhân, những cái tù nhân mà thậm chí là họ mắc những cái họ phạm những cái tội rất là nghiêm trọng như giết người và các cái tội ác khác, thì để giúp họ trở về con đường chân chính ấy, thì một trong những cái biện pháp cải tạo tù nhân của các nhà tù đó chính là cho họ đọc sách. Và thậm chí ở Mỹ có những cái nhà tù còn có quy định là khi mà một cái phạm nhân mà đọc xong được một cuốn sách thì họ sẽ được giảm mấy ngày tù. Đó, rất là thú vị phải không ạ? Vâng, và các anh chị thân mến, dù xã hội có phát triển đến đâu, có thêm nhiều hơn nữa các phương tiện truyền tải thông tin hiện đại, nhưng sách vẫn giữ vai trò vô cùng quan trọng và khó có thể thay thế trong đời sống của con người. Sách giúp chúng ta thư giãn, tìm thấy niềm vui, khơi nguồn sáng tạo, là một phương tiện để học hỏi và giải trí an toàn, lành mạnh, không thể thay thế dưới bất kỳ hình thức nào. Và để kết thúc cái nội dung thứ hai, đó là vì sao bố mẹ cần phải hình thành thói quen đọc sách cho con trong thời đại 4.0, trong cuộc cách mạng 4.0, thì xin được trích dẫn một cái đoạn trong một bài viết rất là thú vị ở trên trang cafef.vn như sau. Đây là một cái tâm sự của một bà mẹ. Không sợ con nghèo, chỉ sợ con trở thành người không có tri thức. Không sợ con khổ, chỉ sợ con trở thành người không có năng lực. Không sợ con khác biệt, chỉ sợ con cảm thấy cuộc đời vô vị. Không sợ con thất bại, chỉ sợ con đánh mất niềm tin. Nếu cha mẹ không muốn những điều đáng sợ này trở thành sự thực, hãy giúp con hình thành thói quen đọc sách, yêu đọc sách. Sách là kho báu quý giá nhất của nhân loại, là nơi hội tụ những gì tinh túy nhất của người đi trước. Chỉ cần cha mẹ kiên trì, con sẽ mở được hòm kho báu này và những báu vật bên trong sẽ giúp cuộc sống của con trở nên giá trị hơn. Không có báu vật, tất cả những gì con có chỉ là hai bàn tay trắng. Có báu vật trong tay, con sẽ sở hữu sức mạnh của thiên sa vạn mã.